Quang Vững xin kính chào quý bác. Hôm nay xin giới thiệu được bác một chiếc đồng hồ Odo 3068 búa 8 côn, được ra đời sản xuất khoảng vào những năm 1920 và sưu tầm nguyên chiếc từ đất nước Pháp về thưa các bác. Nó có kích thước chiều cao là 68cm và chiều ngang là 34cm. Cái mã em đề là 1936 để các bác tiện theo dõi. Và em giao lưu các bác là 36.500 cho một chiếc đồng hồ được sưu tầm nguyên bản, nguyên chiếc, nguyên zin từ đất nước Pháp về thưa các bác. Cái vỏ thùng do các nghệ nhân Pháp chạm trổ ở góc hai bên điểm nhấn cũng khá đẹp và cực kỳ tinh tế. Nó tức là bằng gỗ sồi, bên dưới là cái kính làm cũng rất là đẹp, phải không ạ? Mặt bát giác đứng số vẽ kim nano lúa, và đặc biệt là nó có cái vành mạ chrome nhìn cực kỳ sang trọng và cực kỳ đẹp thưa các bác. Em ở bên trong để bác xem. Đó, bên trong có thấy không? Cái mặt số còn rất là đẹp và giá trị của nó rất là cao. Đấy, bác nhìn đâu ạ? Đó. Rất là đẹp đúng không ạ? Đúng không ạ? Quả lạc cũng thế, còn khá đẹp. Và giấy tờ hướng dẫn sử dụng còn nguyên bác nhá. Đấy, giấy tờ hướng dẫn sử dụng còn nguyên. Người ta để trong thùng này, nó hơi bị rách làm đôi rồi. Đó, cái này thì bác sưu tầm về dán sau, hoặc em dán sau bác đọc đơn giản thôi. Đấy. Củ gông lòng máng nó có 8 côn, 8 búa trên bề nhạc khuét pinton, 15 phút để nhập vào lăng. Và tất cả các linh kiện của chiếc đồng hồ này còn đầy đủ thưa các bác. Với bác ở cót của một tuần trời, các bác mình cấp vào lăng, thì bây giờ mình bác thử âm luôn. Âm thanh rất là hay. Và thưa các bác, rất là hiếm thấy chiếc đồng hồ Odo 368 này, 368 này âm thanh hay như chiếc đồng hồ này. Cho âm thanh chất âm rất là tuyệt vời và rất là hay. Và em xin tháo con nó cả ra và tháo cái bộ máy ra bác xem. Đó. Hai bên hai cái ốc cầu em tháo ra. Ở trên này là cái ốc bán cầu. Em tháo ra. Và xin tạm thời đặt điện thoại xuống dưới này và rút bộ máy ra để bác nhìn kỹ hơn về cái bộ máy của chiếc đồng hồ này. Em xin soi lại bộ côn bác thấy 368 rất là dài. Nó rất là dài và nó rất là đẹp. Nó rất là dài luôn và cho em thấy rất là hay. Tất cả các linh kiện còn đầy đủ. Và đây là bộ máy của nó, nhìn này, bộ máy còn vàng óng luôn. Đấy, máy vách đẹp, một vách. Đấy, rồi bắt 6 giờ vào đây. Còn đẹp như mới luôn. Và cái da vỏ của nhìn còn cực kỳ tốt. Đấy, thì đây là đối với 36 thì 8 đây là đời vách máy đầu, đời đầu của dòng Odo 368 thưa bác nhé. Đó, nhiều bác là hỏi tại sao là máy 3 vách bệt nó đắt hơn. Thưa các bác là giá trị ở bên châu Âu ngày xưa nó như nhau thôi. Chẳng qua về Việt Nam là các bác thích sưu tầm vậy rồi, còn về độ sửa chữa thì nó đều dễ sửa chữa như nhau. Odo thì nó thương hiệu và sửa chữa rất là dễ, quan trọng là chất máy nó còn đẹp và các trục máy nó không bị làm sao, hoạt động tốt và âm thanh hay như cụ ngày xưa nói, nhất âm nhị sắc thưa các bác, cũng được giới thiệu qua với các bác như vậy. Và xin ạ, được nắp lại cái đồng hồ lại như cũ. Em xin tạm thời đặt điện thoại thế này và nắp lại cái đồng hồ lại như cũ. Đó.
Và khi mà bác sử dụng chiếc đồng hồ thì cứ khoảng độ 6 tháng, 1 năm bác tháo la chai giỏ một lần. Đối với những chiếc đồng hồ quả quang vững mà sưu tầm la thì đa phần là đã được vệ sinh lau giỏ rất là kỹ rồi. Đó thì các bác chỉ việc về chơi thôi. Đó, chúng ta thậm chí 1-2 năm sau lần đầu chúng ta chai giỏ cũng được. Trên đây này em Quang Vững đang giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ nguyên bản, nguyên zin Odo 3068 sưu tầm từ đất nước Pháp về. Thì nhân tiện đây em cũng nói luôn, nhờ bác hỏi tại sao không lắp mà không có mặt số nổ. Thưa rằng đối với dòng Odo 36 thì mặt số nổ của nó rất là đắt. Một chiếc đồng hồ mặt số nổ nếu mà còn đẹp như thế này, giá trị lên tới hiện tại bây giờ nó khoảng 100 triệu. Các bác thậm chí nó còn không sưu tầm mua được. Đó. Nhiều khi là các bác nhầm tưởng là nhiều bác bán đồng hồ là các bác cứ lắp mặt số Việt Nam mình, tức là mặt Sài Gòn làm ấy ạ, chỉ có mấy trăm ngàn một triệu thôi. Thì khi mà lắp như vậy nó không còn tính chất nguyên bản nguyên zin. Hay là nhiều bác có hỏi tôi mua về tôi nâng độ, thì thưa bác là khuyên nên để nguyên bản. Tại vì chơi một chiếc đồng hồ nguyên bản giá trị của nó rất là cao. Và khi mà các bác về sau muốn giao lưu thì chúng ta cũng dễ giao lưu, hay là chơi tính chất nguyên bản trong nhà nó rất là giá cao. Cũng nói sơ qua với các bác như vậy. Cho nên là khuyên các bác là tìm những chiếc đồng hồ nguyên bản, nguyên zin chúng ta sưu tầm và chúng ta chơi. Đó. Ví dụ như cái mặt số này hạn mà thấy nó còn rất là đẹp. Vì thế nguyên bản giá trị mặc dù là số in thôi nhưng mà giá trị của nó rất là cao đấy bác ạ. Đó, giá trị bây giờ những mặt số này cũng lên tới 4 triệu mấy 5 triệu một cái mặt rồi. Đó, giá trị của nó rất là cao. Và em xin nhắc lại cái mã của chiếc đồng hồ em đề là 1936, chiều cao là 68 cm, chiều ngang là 34 cm, xin giao lưu là 36 triệu 500. Bác này yêu thích xin gọi cho em, đồng hồ của Quang Vững, số điện thoại em đầy phần mô tả. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.